Mừng các bạn đến với môn tin học lớp 8, bài 11, giải toán và vẽ hình phẳng với GeoGebra. Em đã biết gì về GeoGebra? Các bạn đã được học ở lớp 6 và lớp 7. Thầy đã hướng dẫn các bạn cài đặt và chỉnh tiếng Việt ở phần mềm. Vậy phần mềm GeoGebra dùng để vẽ các hình đơn giản như điểm, đoạn thẳng và đường thẳng. Thứ hai là tính toán với các tính phép tính từ đơn giản đến phức tạp như đơn thức và đa thức. Thứ ba là phần mềm có thể vẽ được các hình rất chính xác và có khả năng chuyển động mà vẫn giữ được mối quan hệ giữa các đối tượng. Bạn làm quen với phần mềm GeoGebra bằng tiếng Việt. Khởi động thì các bạn rất dễ thôi, các bạn kích chuột vào biểu tượng GeoGebra trên màn hình. Cách thứ hai vào Start Program GeoGebra và GeoGebra. B. Giới thiệu màn hình GeoGebra bằng tiếng Việt. Ở đây sẽ gồm bảng chọn thanh công cụ và khu vực thể hiện các đối tượng. Đây là màn hình làm việc chính của GeoGebra. Thứ nhất là thanh bảng chọn. Thứ hai là thanh công cụ. Thứ ba là khu vực các đối tượng hình vẽ. Vậy khi các bạn vẽ hình nó sẽ hiển thị ra cái phần này. Thứ tư là cửa sổ các đối tượng đại số. Thanh bảng chọn là hệ thống bảng chọn các lệnh bằng tiếng Việt rất dễ để các bạn sử dụng. Bảng chọn là hệ thống các lệnh chính của phần mềm GeoGebra. Các bạn chú ý, các lệnh trên bảng chọn không dùng để vẽ các đối tượng. Các lệnh tác động trực tiếp tới đối tượng hình học được thực hiện thông qua các công cụ trên thanh công cụ. Đây là thanh công cụ chứa các công cụ dùng để vẽ, điều chỉnh và làm việc với các đối tượng. Thứ hai là nháy chuột lên một nút lệnh sẽ thấy xuất hiện các công cụ khác cùng nhóm. Ví dụ như đường thẳng đi qua hai điểm, đoạn thẳng kích thước cho trước, vân vân. Thứ ba là mỗi công cụ có biểu tượng riêng tương ứng với công cụ của công cụ đó. Chúng ta vào phần 1 nhỏ. Các bạn chú ý mở sách giáo khoa trang 94. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu. Mục đích của phần mềm là gì? Phần mềm GeoGebra dùng để tính toán với đa thức, phân thức đại số, giải phương trình và bớt phương trình, vẽ hình học phẳng. Và khi chúng ta muốn tính chính xác thì các bạn sẽ nháy vào dấu bằng để thiết lập chế độ tính toán chính xác. Cái này lớp 6 đã hướng dẫn các bạn rồi. Và khi tính toán với đa thức thì các bạn sẽ vào cửa sổ CAT và phải thực hiện với chế độ tính toán chính xác là sử dụng dấu bằng. Cách triển khai các biểu thức có chứa tích hoặc lũy thừa ta thực hiện thế nào? Ví dụ, khai triển các biểu thức có chứa tích hoặc lũy thừa sử dụng lệnh expander. Đa thức cần triển khai, các bạn sẽ gõ rô trong đó. Nhớ là lệnh expander. Ta sẽ đi vào ví dụ expander A cộng B tất cả mũ 3, thì khi các bạn nhấn enter sẽ ra kết quả như màn hình. Tiếp theo, để phân tích các đa thức thành tích của các biểu thức ta thực hiện thế nào? Cái này chúng ta sẽ gặp ở rất nhiều bài toán ở trong toán lớp 8, mà vì vậy sử dụng này rất nhiều.
Các bạn chú ý quan sát. Sử dụng lệnh factor cho việc phân tích trong số hữu tỉ và lệnh y factor đối với số vô tỉ. À, các bạn quan sát hai ví dụ sau. Ví dụ 1, factor. Và các bạn viết biểu thức như ở trên màn hình. Khi viết xong, các bạn sẽ nhấn phím Enter, nó sẽ ra kết quả. Ví dụ 2 là đối với số vô tỉ như là căn bậc 2, căn 2, căn 3, căn 4 á, thì các bạn sẽ sử dụng y factor. Các bạn nhìn trên màn hình này và khi bạn gõ sẽ ra kết quả như màn hình. À, đối với phép chia đa thức thì các bạn sẽ sử dụng deep mode và division. Ta thực hiện như thế nào? Cũng tương tự như kia thôi. Là sử dụng ba lệnh deep, mode và division. Deep là tính thương, mode là tính số dư, division là tính cả thương và số dư. Ví dụ phép chia x mũ 3 cộng x bình trừ 1 chia cho x trừ 1. Thương là x bình cộng 2x cộng 1, số dư là 1. Thì các bạn sử dụng division thì nó sẽ cho ra kết quả như sau: x mũ 3 cộng x mũ 2 trừ 1,1. À vậy x mũ 3 cộng x mũ 2 trừ 1 là thương và 1 là số dư. Bảng một số lệnh làm việc chính với đa thức. Các bạn chú ý quan sát trong sách giáo khoa và trên màn hình. Lệnh factor khai triển đa thức thành tích thừa số trong phạm vi các số hữu tỉ. Y factor là sử dụng đối với số vô tỉ. Expander là khai triển đa thức, biểu thức tính toán với đa thức. Simply rút gọn biểu thức tính của đa thức. À, rút gọn này các bạn cũng quan sát trong và làm theo đúng hướng dẫn thầy vừa hướng dẫn. Deep tương tự như vậy, deep mode và division. Đã chuyển sang phần hai nhỏ, các phép tính trên phân thức đại số. Tương tự như với đa thức, chúng ta nhập trực tiếp phân thức trên dòng lệnh của cửa sổ CAD, phần mềm tự động tính toán và khai triển và rút gọn biểu thức nếu có thể được. Ví dụ là để biểu thức phép để thực hiện biểu thức x bình cộng 2x cộng 1 chia cho x bình trừ 1, ta thực hiện như sau. Các bạn quan sát trên màn hình và nó sẽ đưa ra kết quả cộng 1 trên cho x trừ 1. Rất dễ đúng không ạ? Ra sang ba nhỏ, giải phương trình và bất phương trình bậc nhất một ẩn. Để giải phương trình và bất phương trình, chúng ta sử dụng các lệnh gì, sử dụng như thế nào? Các bạn quan sát. Để giải phương trình và bất phương trình, chúng ta sử dụng lệnh. Như trên màn hình. Lệnh solver, phương trình x lớn hơn hoặc solver bất phương trình x lớn hơn cho kết quả là các nghiệm của bất phương trình hoặc phương trình hoặc bất phương trình. Lệnh Shulton hoặc lệnh Shulton cho kết quả là tất cả các giá trị nghiệm của phương trình hoặc bất phương trình. À, vậy các bạn nhớ
Solver là phương trình và solution là phương trình. Ví dụ quan sát trên bảng, ví dụ 1, ví dụ 2, ví dụ 3 và ví dụ 4. Khi các bạn làm viết đúng biểu thức thì nó sẽ cho ra kết quả như màn hình. Và ý nghĩa của từng câu lệnh các bạn chú ý quan sát. Lệnh solver và solution cũng dùng để giải các phương trình, bất phương trình bậc cao và nhiều ẩn số. Chúng ta chuyển sang phần 4 nhỏ. Các phép quan hệ toán học và các công cụ tạo quan hệ toán học trong GeoGebra. Phần này có ý nghĩa như thế nào? Thì một hình học bao gồm rất nhiều đối tượng cơ bản. Các đối tượng hình học bao gồm hai loại: đối tượng tự do và đối tượng phụ thuộc. Cái này đã hướng dẫn ở lớp 6 cho các bạn. Nêu ví dụ về đối tượng hình học. Đối tượng hình học là các công cụ tạo điểm. Công cụ tạo điểm như sau. Thứ nhất là công cụ điểm dùng để tạo một điểm mới. Cách tạo là nháy chuột vào cái biểu tượng điểm và nháy chuột lên một điểm trống trên màn hình và hoặc lên đối tượng để tạo điểm phụ thuộc đối tượng đó. Thứ hai là công cụ dùng để tạo ra điểm là giao điểm của hai đối tượng đã cho trên mặt phẳng. Biểu tượng rất là dễ quan sát, các bạn chỉ cần nhìn thì các bạn cũng hiểu. Thứ hai là cách tạo là chọn công cụ như trên màn hình và nháy chuột chọn hai đối tượng trên mặt phẳng. Sang công cụ thứ hai là công cụ tạo đoạn thẳng, đường thẳng và tia. Các bạn quan sát trên màn hình, đây là các biểu tượng công cụ đoạn thẳng, đường thẳng, tia. Công cụ đường thẳng, đoạn thẳng, tia dùng để tạo đường, đoạn, tia qua hai điểm cho trước. Thao tác thì các bạn làm như sau, chọn công cụ, sau đó nháy chuột chọn hai điểm trên màn hình. Sang phần thứ ba là công cụ vẽ đường song song, vuông góc, phân giác, trung trực. Cái này lớp 7 các bạn đã được hướng dẫn rồi đúng không ạ? Vẽ đường thẳng song song, vuông góc, phân giác và trung trực. Cũng rất dễ thôi, không có gì khó, tương tự giống như các công cụ vẽ hình khác thầy vừa giới thiệu. Đây là công cụ dùng để tạo đường thẳng đi qua một điểm và vuông góc với một đường thẳng hoặc đoạn thẳng cho trước. Thao tác thì các bạn sẽ làm như sau, chọn công cụ, sau đó lần lượt chọn điểm, đường, đoạn, tia hoặc ngược lại. Công cụ đường thẳng song song tạo ra một đường thẳng song song với một đường đoạn và đi qua một điểm cho trước. Thao tác thì các bạn sẽ làm như sau, chọn công cụ song song, sau đó lần lượt chọn điểm, đường, đoạn hoặc tia hoặc ngược lại. Công cụ vẽ đường trung trực của một đoạn thẳng hoặc hai điểm cho trước. Thao tác thì các bạn làm như sau, chọn công cụ đường trung trực, sau đó chọn một đoạn thẳng hoặc hai điểm cho trước trên mặt phẳng.
Công cụ thứ ba là dùng để vẽ tia phân giác của một góc cho trước. Góc xác định bởi 3 điểm trên mặt phẳng. Nghĩa là trên mặt hình của bạn có 3 điểm thì các bạn sẽ nhấn vô. Các bạn sẽ vẽ được đường phân giác. Các bạn thao tác như sau, chọn công cụ, sau đó lần lượt chọn 3 điểm sau trên mặt phẳng. Điểm chọn thứ hai chính là điểm của góc này. Thầy vừa hướng dẫn các công cụ để vẽ hình trên hình tròn phẳng. Chúng ta chuyển sang phần 4 nhỏ, quan hệ toán học và các công cụ tạo quan hệ toán học trong GeoGebra. Tạo đối tượng số trực tiếp từ dòng lệnh. Để tạo số trực tiếp thì các bạn làm như sau. Ta đã biết các tạo ra đối tượng số tự do từ ngay dòng lệnh của phần mềm GeoGebra. Ví dụ có thể nhập a 2 chấm bằng 1, phần mềm sẽ tạo ra ngay một đối tượng số tự do có tên là a, giá trị là 1. Cái này lớp 6 cũng đã được hướng dẫn. Và các bạn nào chưa nắm rõ thì các bạn mở sách giáo khoa để theo dõi tiếp trang 97. Bây giờ chúng ta có thể tạo ra các đối tượng phụ thuộc vào a, ví dụ như b 2 chấm bằng a chia 2, c 2 chấm bằng a mũ 2 như sau. Các bạn chuyển sang phần 5 nhỏ, các công cụ biến đổi hình trong GeoGebra. Các bạn đọc sách giáo khoa, tìm hiểu các chức năng và thao tác công cụ biến đổi hình học. Ví dụ đối tượng đối xứng qua đường thẳng, đối xứng qua điểm, đối xứng qua đường tròn. Xoay đối tượng quanh một điểm theo một góc cho trước, định tiến theo vector. Cái này vector thì các bạn lên lớp 9, lớp 10 các bạn mới được học. Tiếp theo, thay đổi hình dạng kích thước theo tỷ lệ. Công cụ dùng để tạo một đối tượng đối xứng với một đối tượng cho trước qua một trục là đường hoặc đoạn thẳng. Các bạn thao tác như sau, chọn công cụ, chọn đối tượng cần biến đổi, sau đó nháy chuột lên đường hoặc đoạn thẳng làm trục đối xứng. Công cụ như trên màn hình là dùng để tạo đối tượng đối xứng với một đối tượng cho trước qua một điểm cho trước. Thao tác bạn làm như sau, chọn công cụ, chọn đối tượng cần biến đổi, sau đó nháy chuột lên điểm là tâm đối xứng. Ta vào một số ví dụ là a nó là vẽ hình vuông biết một cạnh đáy và một cạnh bên. Đây là hình thang cân, viết cạnh đáy và một cạnh bên. Thì các bạn muốn vẽ điểm đối xứng thì các bạn sẽ chọn như phần trên thầy vừa hướng dẫn, đúng không ạ? Vẽ đường chung trực của đáy, lấy đường này làm trục đối xứng, tạo ra là đối xứng với hình đỉnh, đối xứng với đỉnh của cạnh bên, sau đó đường chung trực và nối các đỉnh để tạo hình thang cân. Vậy bạn sẽ phải sử dụng công cụ đường chung trực và tạo điểm đối xứng với đỉnh của cạnh bên. Thì các bạn sẽ vẽ được hình thang cân. B. Vẽ hình bình hành, biết một cạnh và tâm. Các bạn quan sát 1, 2 đã hướng dẫn rất kỹ rồi, đúng không ạ?
Các bạn làm theo hướng dẫn và các bạn sẽ vẽ được hình thang hình bình hành. Thứ sáu là công cụ đường tròn và cách vẽ một số hình đặc biệt. Các bạn đọc sách giáo khoa và quan sát được hình giáo khoa. Công cụ vẽ đường tròn như sau. Hình tròn khi biết tâm và một điểm trên đường tròn. Thứ hai là đường tròn, hình tròn khi biết tâm và bán kính. Thứ ba là hình tròn khi biết ba điểm thuộc đường tròn. Dưới là hình bán nguyệt, cung đường tròn và cung đường tròn qua ba điểm. Và cái này lớp 9 bạn sẽ hay sử dụng nhiều hơn. Công cụ khi trên hình là xác định tâm một điểm trên hình tròn. Thao tác thì bạn làm như sau: chọn công cụ, chọn tâm hình tròn và điểm thứ hai nằm trên hình tròn. Tiếp theo là xác định tâm và bán kính. Các bạn sẽ làm như sau: chọn công cụ, chọn tâm hình tròn, sau đó nhập giá trị bán kính trong hộp thoại. Công cụ dùng để vẽ hình tròn đi qua ba điểm cho trước. Thao tác là chọn công cụ, sau đó lần lượt chọn ba điểm. Chọn công cụ dùng để cung để tạo một lửa hình tròn đi qua hai điểm đối xứng. Thao tác thì bạn chọn công cụ, chọn lần lượt hai điểm. Công cụ tiếp theo là xác định tâm và hình và hai điểm trên cung tròn. Thao tác thì các bạn làm như sau: chọn công cụ, chọn tâm hình tròn và lần lượt chọn hai điểm. Chọn cung, xác định một cung tròn đi qua ba điểm cho trước thì các bạn thao tác cũng như vậy. Vẽ hình vuông biết một cạnh, không dùng công cụ đa giác đều. À, các bạn làm theo hướng dẫn như ở trên hình. Một, vẽ đoạn thẳng và cạnh cho trước của hình vuông. Thứ hai, sử dụng công cụ đường vuông góc để vẽ hai đường thẳng vuông góc với đoạn thẳng đã cho và đi qua hai điểm đầu mút của đoạn thẳng này. Cách tiếp theo là sử dụng công cụ đường tròn để vẽ hình vuông 3, 4, 5, 6. Vẽ hình thang cân cho trước một cạnh đáy và một cạnh bên. Các bạn làm theo hướng dẫn nha. Vẽ hình thang cân biết trước một cạnh đáy và một cạnh bên. Các bạn quan sát và làm theo hướng dẫn. Cái này ở trong sách giáo khoa cũng có các bạn ạ. Đây vẽ hình thang cân biết trước một cạnh đáy và một cạnh bên. Chia 3 một đoạn thẳng. Các bạn cũng làm theo hướng dẫn. Có cái này chia 3 một đoạn thẳng. Nghĩa là đoạn thẳng này chia làm 3 phần bằng nhau thì các bạn sử dụng đường tròn để vẽ. Khi các bạn đã thao tác được tất cả những cái mà thầy hướng dẫn ở trên bảng trên màn hình thì các bạn sẽ làm được những cái bài thực hành ở bài tập trang 101, 102 và 103. Các bạn làm xong gửi về địa chỉ mail cho thầy. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn các bạn vào những bài tiếp theo.